Xin chào bà con nhà vườn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bà con nhà vườn cách phòng ngừa một căn bệnh nguy hiểm trên chanh không hạt, đó là bệnh ghẻ. Đây là một căn bệnh không gây chết cây nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến túi tiền của nhà vườn. Vì nếu trái chanh bị ghẻ thì chắc chắn sẽ bị dạt bỏ hoặc là được thương lái hay là công ty mua chanh họ mua với giá rất là rẻ. Hơn nữa thì bệnh này lại hay xuất hiện trong mùa mưa, thời điểm mà chúng ta đều biết là chanh rớt giá thê thảm, chỉ còn khoảng 6.000 hoặc là 7.000 một ký mà thôi. Cho nên là người ta hay nói đùa là nếu vườn chanh nào mà bị bệnh ghẻ ngay mùa giá rẻ luôn thì coi như là nghỉ khỏe. Vì có làm cũng có được bao nhiêu tiền đâu mà chỉ toàn là bán là chanh dạt mà thôi. Thế thì bệnh ghẻ là bệnh như thế nào mà lại ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chanh như vậy? Trước hết thì đây là một bệnh do vi khuẩn gây ra. Một số nơi thì họ nói là nấm nhưng mà chính xác là bệnh do vi khuẩn. Tiếng Anh thì gọi là canker. Cái tên khoa học của cái con vi khuẩn này thì nó dài lắm cho nên mình chỉ không cần nhớ nó làm gì đâu. Mình chỉ cần biết nó là vi khuẩn gây ra là được rồi. Thì cái con vi khuẩn này nó chui vô các vết thương của lá, thân và quả rồi sau đó nó sinh sôi nảy nở ở đó, tạo thành các vết sẹo trên bề mặt của trái, của lá hay là trên thân. Chúng ta có thể thấy hình trên hình nè, chúng ta thấy quan sát một số cái cây, số lá trái bị ghẻ, và nhất là mùa mưa thì khi độ ẩm cao thì cái bệnh này nó phát tán dữ lắm. Khi cây bị bệnh thì cả lá, thân, cành thì đều có khả năng bị bệnh. Lá và trái bị ghẻ sau một thời gian thì sẽ rụng ha. Nếu mà cây mà nó bị ghẻ thì nhìn rất là xấu nha bà con. Đó. Nhìn cây nào cây nấy nó bị ghẻ xấu lắm. Nhìn thấy gớm mà. Cho nên là đâu có bán được. Thương lái họ nhìn vô họ chê. Họ đâu có lấy cái trái này cho mình lần một. Thành ra là vườn nào bị ghẻ thì chắc chắn là cái khả năng mà bán giá cao thì rất thấp ha. Đặc biệt là nếu mà trái mà nó bị nhiều vết ghẻ thì cái khả năng mà bị nứt, trái bị nứt hoặc là bị bỏ bán giá thấp, chắc chắn là phải bán giá thấp rồi. Và điều cực kỳ nguy hiểm nữa là cái con vi khuẩn gây bệnh ghẻ này nó lại tồn tại nhiều năm trong các mô của cây chanh. Mặc dù là mình thấy là mùa nắng á, nó không có biểu hiện ghẻ, mình thấy là cây này tốt không bị ghẻ, nhưng mà khi gặp điều kiện thuận lợi như mưa, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao thì bệnh nó sẽ phát tán rất là nhanh. Đó. Mình xịt thuốc nó sẽ hết, cho mùa mưa qua mùa nắng nó hết, mùa mưa không xịt thuốc, không phòng ngừa nó lại tiếp tục bị. Cho nên là cái bệnh này nó sẽ tồn tại từ năm này qua năm khác. Nếu cây ban đầu mua giống về đã bị ghẻ hoặc là vườn có lịch sử bị ghẻ thì chắc chắn sau khi phun xịt năm thứ nhất hết hết ghẻ và năm thứ hai là tiếp tục bị ghẻ phát tán nếu như không được kiểm soát kịp thời. Đó chính là lý do mà ở nhiều nước nhập khẩu chanh nói riêng và trái cây nói chung á, cái bệnh ghẻ này nó bị liệt vào cái bệnh là nguy hiểm và cần phải được kiểm dịch trước khi hàng hóa được nhập khẩu vào nước sở tại. Đấy, thế thì cái bệnh ghẻ nó lây lan như thế nào? Thì những tháng mùa mưa bão nhiều, đặc biệt là đồng bằng Cửu Long mình, thì vào khoảng tháng 4 âm lịch hàng năm thì bệnh nó bắt đầu phát tán, bắt đầu nhen nhóm một số vườn. Mùa mưa thì nó sẽ kéo theo cái mầm bệnh tiếp xúc phân tán khắp cây. Nếu mà gặp gió lớn, đặc biệt là bão lớn, thì cái hạt mưa mà nó mang theo mầm bệnh nó sẽ bị gió thổi bay từ những cái cây mà bị bệnh phát tán sang những cái cây không bệnh, đặc biệt là những cây lân cận đó. Nếu mà gió mạnh nữa thì cái hạt mưa mà mang mầm bệnh nó sẽ bay xa đi, nó sẽ tiếp xúc với những cây xa hơn, khiến cho cái việc mà lây lan nó sẽ nhanh hơn. Còn một điều nguy hiểm nữa đó là nếu mà cái vườn mà của mình mà bị sâu vẽ bùa, đặc biệt là mùa mưa thì cây nó sẽ ra đọt non nhiều. Nếu mà chúng ta bón phân nhà vườn mà không xịt thuốc loại bỏ sâu rễ bùa ngay từ ban đầu thì các vết thương do sâu rễ bùa trên trái, trên lá, trên thân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh ghẻ này nó lây lan nghiêm trọng ha. Thế thì cái bệnh này nó nguy hiểm như vậy nhưng mà việc phòng ngừa lại cực kỳ đơn giản nếu mà chúng ta chịu khó làm sớm và quyết liệt ngay từ đầu, khi mà bệnh nó còn chưa phát tán.
Đặc biệt những nhà vườn nào mà có vườn chanh có lịch sử bị bệnh ghẻ trước đó thì nên chịu khó đầu mùa mưa, đặc biệt là tháng 4 âm lịch ở đồng bằng sông Cửu Long mình á, phải chịu khó kiểm soát sớm quyết liệt ngay từ đầu thì sẽ phòng ngừa được bệnh này. Thì cách làm như sau: thứ nhất, vào đầu mùa mưa tháng 4 âm lịch, bà con phun sâu vẽ bùa. Nếu vườn ra đọt non hoặc chớm ra đọt non thôi là chúng ta xịt sâu vẽ bùa được rồi, xịt hai đợt cách nhau 10 ngày thì sẽ ngăn chặn được cái con sâu vẽ bùa đấy, và làm giảm cái tổn thương trên lá, trên thân, trên trái do sâu vẽ bùa gây ra. Các loại thuốc phổ biến thì có thể sử dụng các loại thuốc hoạt chất đơn giản giống như là alpha cypermethrin. Tại vì cái con sâu vẽ bùa này nó rất là nhỏ và nó rất là mẫn cảm với thuốc sâu, cho nên là nhà vườn chỉ cần phun nồng độ thấp thôi là cũng đã diệt nó rồi, không cần phải sử dụng những cái thuốc nào mà quá quá mắc tiền, là quá quá độc. Nhưng mà đặc biệt lưu ý là phải phun càng sớm càng tốt, lúc mà cây nhú đọt từ 1 đến 2 ly là phun được rồi. Vì nếu mà đã bị sâu vẽ bùa nó tạo vết thương thì phun sẽ không hiệu quả. Chính vì vậy mà cái thời gian mà phun sớm sẽ quyết định được là mình có kiểm soát được hay không cái loại sâu vẽ bùa này. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải cần nhớ là nếu mà mùa mưa mà có gió nhiều thì mầm bệnh sẽ lây lan nhanh. Nhất là mưa bão, chắc chắn là từ tháng 4 tới tháng 7, tháng 8 âm lịch hàng năm thì sẽ có bão và chắc chắn là sẽ có gió. Nhưng mà bệnh này nó chỉ lây lan các cây kế cận nhau là chủ yếu, cho nên là mình phải cắt tỉa làm sao mà cho các tàn cây nó không giao tán với nhau thì sẽ hạn chế được cái bệnh này. Rồi loại bỏ các cành nhánh bị ghẻ, cắt bỏ gom lại tiêu hủy. Nếu như mà cây bị ít thì mình cắt được, còn nhiều cây mình nhiều quá để cây nó bị quá trời ghẻ thì mình sẽ không có cắt tỉa nổi đâu, không có loại bỏ hết được. Sau đó tăng cường phun thuốc ghẻ 2 đến 3 đợt cách nhau khoảng 7 ngày thì sẽ hạn chế được cái bệnh này. Các loại thuốc phổ biến như là Cumulus, Nordshell, Cốc 85, Isacop, hoặc là thậm chí là một số vườn có thể sử dụng luôn kháng sinh luôn để trị được bệnh ghẻ. Đơn giản thế thôi. Như vậy là qua video này thì chúng ta đã biết được bệnh ghẻ là như thế nào, vì sao nó lại nguy hiểm, cách lây lan và cách phòng trị hiệu quả bệnh ghẻ, tránh được thiệt hại trong mùa mưa. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho bà con nhà vườn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.